Thưa quý vị và các bạn, trong năm qua, trái xoài cát chu, quả vải thiều hay quả thanh long đã xây dựng được thương hiệu riêng và được thị trường nước ngoài như Nhật Bản, Úc và Mỹ đón nhận. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong số ít trái cây của Việt Nam làm được điều này, bởi công tác xây dựng thương hiệu cho hàng nông sản của Việt Nam chưa thực sự được đầu tư. Xuất khẩu của ngành cà phê Việt Nam có vị trí đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau Brazil. Thế nhưng để nói rằng cà phê Việt Nam đã xây dựng được thương hiệu trên thế giới thì chưa hẳn đúng. Lâu nay các doanh nghiệp trong ngành mới chỉ chú trọng về sản lượng chứ chưa có sự đầu tư xứng đáng cho thương hiệu. Cái thương hiệu cà phê của Việt Nam thì còn hạn chế. Thực ra là một trong những cái ngành mũi nhọn, một trong những cái ngành mà xuất khẩu thứ hai, thứ ba. Và hiện nay là nếu mà nói cái trên thế giới thì mình cũng đứng sau Brazil, đứng thứ hai thôi, sau Brazil. Nhưng mà cái đặc biệt xây dựng cái thương hiệu mình đang còn rất là chậm và vẫn đang còn rời rạc. Tuy là trong ngành cà phê đã có các thương hiệu đầu đàn của doanh nghiệp vừa và nhỏ để xây dựng thương hiệu quốc gia, nhưng mà nếu mà tính với cái tỷ lệ mà cái doanh nghiệp và các cái sản phẩm tham gia thương hiệu quốc gia trong ngành cà phê ấy, thì hiện nay là trong hội viên của hiệp hội cũng đã lên tới gần 140 hội viên rồi. Thế cho nên là cái này vẫn còn hạn chế. Cho nên là tiếp tục, ta phải tiếp tục đẩy mạnh, vì thực ra xây dựng thương hiệu quốc gia thì chính ra là đẩy mạnh cái vai trò và cái tín nhiệm, cái vai trò tín nhiệm của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Ngay cả chính những chuyên gia trong ngành đến từ nước ngoài cũng đánh giá, Việt Nam có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông sản, nhưng hầu hết lại là các doanh nghiệp nhỏ, do đó khả năng tạo dựng thương hiệu còn hạn chế. Việt Nam có nhiều mặt hàng nông sản quý như là cà phê, cacao, nhưng giá trị lại thấp và khả năng cạnh tranh đã có nhiều cải thiện. Tuy nhiên, để có thể cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại trên thế giới thì các bạn cần phải đầu tư cho thương hiệu, tức là đầu tư cho chất lượng, vân vân. Và các bạn phải nhớ, phải dùng thương hiệu làm công cụ tiếp cận thị trường, vì thương hiệu bao giờ cũng đi cùng với chất lượng. Mặc dù chúng ta cũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng mà đó là một cái thực tế là cái việc hiện nay chúng ta xuất khẩu về cái mặt hàng nông sản, đặc biệt là về hàng về thực phẩm, thì chủ yếu chúng ta vẫn xuất ở dưới dạng thô. Và kể cả đối với những cái hàng mà đã sơ chế thì vẫn là dưới một cái thương hiệu nào đó của nước ngoài. Phía Bộ Công Thương, chúng tôi trong đứng cái chức năng nhiệm vụ của mình sẽ cố gắng hỗ trợ phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, với các địa phương cung cấp thông tin về thị trường, về mặt hàng cho các doanh nghiệp, cho người nông dân. Là một cái hoạt động hết sức cụ thể và thiết thực để giúp cho cái người sản xuất, giúp cho người nông dân và giúp cho cái việc xây dựng cái thương hiệu của các cái mặt hàng về thực phẩm của Việt Nam chiếm lĩnh ở ngay tại thị trường Việt Nam và có cơ hội để chiếm lĩnh ra khu vực và thế giới. Xây dựng thương hiệu gắn trực tiếp với các sản phẩm rất cụ thể. Do vậy thì nó sẽ có những cái đặc thù riêng. Trên thực tế thì chúng ta cũng đang cố gắng nhưng mà nó cũng có những cái hạn chế nhất định, không chỉ về nguồn lực và do những đặc thù của các sản phẩm chúng ta nó tương đối phân tán. Cho nên là việc xây dựng được cái thương hiệu chung là cũng còn gặp nhiều khó khăn. Ở trong thời gian tới thì chúng tôi cũng có dành những cái hỗ trợ rất cụ thể cho các doanh nghiệp riêng trong lĩnh vực nông thủy sản để hỗ trợ cho quá trình tiếp cận thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đặc biệt là gắn với việc xây dựng và quảng bá thương hiệu của chính các sản phẩm đó. Chúng tôi cũng có gắn rất chặt với chương trình quản lý chất lượng quốc gia. Chúng tôi cũng phối hợp với các cơ quan nghiên cứu để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản xây dựng và đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm nông sản. Riêng với sản phẩm nông sản thì việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý nó có cái giá trị hết sức to lớn. Đây là một cái đặc thù để mà giúp cho các sản phẩm của chúng ta khẳng định được chất lượng của mình và được ghi nhận, được nhận biết và được khẳng định tại thị trường, bao gồm cả thị trường trong nước và thị trường nước ngoài. Chương trình thương hiệu quốc gia nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu của các sản phẩm nói chung, trong đó có nhóm các sản phẩm nông sản. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tích cực triển khai việc xây dựng thương hiệu cho mặt hàng gạo, kế hoạch phát triển thương hiệu cho các sản phẩm cá ba sa và một số sản phẩm nông sản khác. Việc xây dựng thương hiệu cho một nhóm hàng nông sản cụ thể sẽ đạt hiệu quả nếu thực hiện một cách bài bản.